ghê luôn. Làm sao mà thấy support ghê lắm. A few moments later. Anh bố tin được không? Tin được không? Không. Ok không? Ok là chơi đi, nếu mày lo. Thăm ngàn. Đi rừng thua rồi. Sao đi rừng thua rồi anh Hiền ơi? Cái gì anh và anh Tùy anh thua rồi anh Hiền? Trông đi mẹ một đi. Thăm ngàn. Cái này chắc chắn là bỏ chim anh em ạ. Cái này ăn chim đã thử rất nhiều rồi. Cái này ăn chim luôn. Thăm ngàn. Bóc lại ok. Bóc lại cái lồn gì đó thôi. Ui mất xe con mẹ luôn, nó khá là mất xe rồi kìa. Lồn thật đấy là mất xe luôn ở đây là. Thăm ngàn. Mình nhớ nghĩ là mình găng được con lồn đó, mình găng lồn này. Ok. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Lồn hết mana rồi. Anh ăn blue đấy em ạ. Blue cướp blue đấy. Anh không nghĩ con này là lấy blue. Ui chết rồi. Lên nè. Được rồi, bắn rồi sờ lao đánh rồi. Quê. Khổ thế nhá. Thế anh còn biết cướp rừng em thấy không? Anh cướp mạng blue của nó luôn. NANI? À, anh cướp rừng, anh cướp rừng nhưng mà tôi chỉ cướp rừng nhưng mà tranh blue đéo lại đó. Nó không bằng mất mạng blue anh thôi. Bắn đi chiên, bắn đi chiên, bắn đi chiên. Chết thử nha. Đánh đi nha. Đánh luôn. Bắn nó tao, có mít không tao thì được. Đón được không? Nếu không có lùi anh có lùi đấy à, anh nghĩ lại với bóp này đừng tư rồi điện mạng anh xấu không anh người thanh với cái map này đấy mà thăm ngàn luôn nó ăn nhanh nhau nó ăn sức dạy đó là điện mạng nó lo nó đi bú rồng anh mất rồi chết nè thích ăn không ai cho ăn mà ăn thăm ngàn thằng ra gánh thằng biết này không thả chứ dạo biết bú đó rất chuồng mỗi lần anh ra gánh là lồn hết mà đa mỗi lần anh ra gánh là lồn hết mà đa người ta gọi là thời điểm chọn thời điểm này gánh em hiểu đi không ra gánh cái lồn hết mà đa nếu mà cái lồn gì để chạy đó thì mẹ cái này lỗi căn bản lắm em hết mà đa hay lo mà về thì mẹ đứng không về thì cũng thôi đi còn đứng cao nữa. Đánh hơi ác nè, chứ đừng hơi ác. Để tôi chú mà này 510 lúc, ờ, đừng pha 117 lính. Nhìn cái máy này thua ngồi nó sẽ đánh. Ờ, gì mà nó vẫn thua ngồi lính, chú này 4 máy lính mà hơn liền.
Hơn rồi thấy không? Nhỏ này có cho ăn hát riêng rừng nhỉ anh không? Ui cái điệp mẹ con chó này. Nhả vào luôn, nhả con rén bố mày ra đi. Nhả con rén ra đây. Alo. Anh cảm giác là con on có thể gánh tim được đấy. Em qua cho con đi. Nếu mà con lấy có vào luôn nè. Có vào luôn nè. Nó chết mẹ nó nhả hụt rồi. Thâm nhà chiếc mẹ mà luôn nhà người ta luôn. Ô, nhả mà luôn ra nhá, nhả mà luôn ra nhá. Thôi mà anh cắt. Chơi nè, chơi đi, chơi rồi thẳng chơi luôn. Anh nói là thằng em mình chết à, anh có tình mất quy hụt rồi cho em chết à. Mà lắc quy này kia có thứ không rồi nhiễm quy cho đó. ao 50 lính rồi anh em, ao 50 lính rồi. Ngạo lính ác quẩy luôn. Ngày này chắc là có video cho anh em xem rồi. 24 phút rồi, full 25 phút phong 209 lính mày full mẹ đô rồi. Thôi đại quy đi rồi, đại quy. Điệt mẹ múa gì kia mà ghê vậy cha. Mẹ múa nó múa gì kiểu điệt mẹ ghê vậy luôn. Sao nó ngại lắm. Thấy con mẹ nó on như điệt mẹ nhìn on ngang mắt phải luôn. Má sao không có tôi chấm hỏi luôn. Hả? Thì mẹ bỏ mẹ ngon đi, mình đánh ngon thì dơ vậy luôn. Phải đừng đánh tôi nữa, tôi không có đánh đâu, đánh nó ho vậy. Giờ mẹ đi ông nè, nếu ai đủ ngon thì cứ dí đánh tôi ho rồi. Thì con bút rồi. Nó lồn mẹ nó ghê quá đâu mình. Né này sao né, né đi chứ. Sao né được.